Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Hôm nay thứ tư, ngày 19 tháng 4, chương trình Thời sự tối nay có những nội dung chính sau. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp và làm việc với đoàn doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Cơ điện điện tử Đài Loan, Trung Quốc đến thăm và khảo sát môi trường đầu tư tại tỉnh Thái Bình. Một 120 doanh nghiệp của Hàn Quốc tham gia hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Thái Bình do Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, báo Heran Hàn Quốc tổ chức. Huyện Đông Hưng phát huy tiềm năng lợi thế về giao thông, đất đai, nguồn nhân lực để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Kim Cứ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp và làm việc với đoàn doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Cơ điện điện tử Đài Loan Trung Quốc do ông Chen Hung Chin, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Wayson làm trưởng đoàn đến thăm và khảo sát môi trường đầu tư tại tỉnh Thái Bình. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh bày tỏ vui mừng chào đón đoàn doanh nghiệp điện tử Đài Loan đến thăm làm việc, khảo sát môi trường đầu tư kinh doanh và kết nối đầu tư tại Thái Bình, giới thiệu khái quát về vị trí địa lý, dân số, các điều kiện tự nhiên xã hội, cũng như những tiềm năng lợi thế về năng lượng, quỹ đất công nghiệp, giao thông, nguồn nhân lực. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, Thái Bình là điểm đến nhiều tiềm năng, sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư. Tỉnh cam kết sẽ đồng hành cùng các nhà đầu tư để hợp tác phát triển, hướng tới sự thành công và bền vững. Ông Chen Hung Chin, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Wayson và thành viên đoàn bày tỏ vui mừng được đến tỉnh Thái Bình, tìm hiểu cơ hội đầu tư và cảm nhận được sự gần gũi thân thiện, sự đón tiếp trọng thị chu đáo của tỉnh. Đoàn doanh nghiệp Đài Loan đến Thái Bình lần này gồm 42 doanh nhân đến từ 27 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện cơ, điện tử. Hiện các doanh nghiệp Đài Loan trong Hiệp hội đang có xu hướng mở rộng đầu tư sang Việt Nam bởi Việt Nam có lợi thế về nguồn lao động, vị trí địa lý thuận lợi trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Đối với Thái Bình, được biết, tỉnh đang xây dựng đường cao tốc, đầu tư xây dựng khu kinh tế, khu công nghiệp có hạ tầng rất tốt, nguồn nhân lực trẻ, có chất lượng. Đây là điều kiện quan trọng để các nhà đầu tư đến với tỉnh. Tôi ấn tượng và rất hài lòng với môi trường đầu tư của Thái Bình. Tôi cho rằng với tiềm năng, lợi thế sẵn có và sự năng động của lãnh đạo tỉnh thì Thái Bình sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Hai bên cũng đã trao đổi tìm hiểu tiềm năng đất đai, nguồn nhân lực, lợi thế về chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Thái Bình, đặc biệt khảo sát hạ tầng khu công nghiệp, dịch vụ, đô thị Liên Hà Thái. Đoàn cũng tìm hiểu về cơ chế chính sách ưu đãi và môi trường đầu tư, làm tiền đề cho các hoạt động đầu tư và mở rộng quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp Đài Loan với tỉnh Thái Bình. Trên cơ sở khảo sát tại tỉnh Thái Bình, đoàn doanh nghiệp Đài Loan cho rằng đây là cơ hội tốt để các hội viên trong hiệp hội lựa chọn quyết định đầu tư. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định Thái Bình luôn sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư, trong đó có các nhà đầu tư đến từ Đài Loan. Sau quá trình khảo sát, các nhà đầu tư đã có những hiểu biết nhất định về môi trường đầu tư của Thái Bình, chứng minh rõ nét nhất sự hấp dẫn, nỗ lực trong cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh. 10 nội dung mà đoàn đã nêu ra thì đều là những lợi thế và là những vấn đề mà tỉnh đã chuẩn bị để sẵn sàng chào đón nhà đầu tư. Về mặt bằng thì chúng tôi đã có mặt bằng rất sẵn sàng và hiện nay Thái Bình là một tỉnh tốt nhất ở trong cả nước Việt Nam làm công tác giải phóng mặt bằng rất là nhanh chóng. Về nguồn nhân lực thì chúng tôi có nguồn nhân lực dồi dào, nhưng bên cạnh đó cái quan trọng hơn là tỉnh đã có cái chính sách và kế hoạch để đào tạo nguồn nhân lực, trong đó đặc biệt là có thể kết hợp theo đặt hàng của các nhà đầu tư để chúng tôi đào tạo có địa chỉ, tuyển chọn và đào tạo có địa chỉ. Vấn đề nơi ở cho công nhân cũng như là chuyên gia thì chúng tôi đã giao cho các cơ quan chức năng có kế hoạch để đầu tư theo giai đoạn, và tháng 6 này bắt đầu khởi công một cái giai đoạn đầu tiên đủ có thể đáp ứng cho khoảng 10.000 công nhân và một số chuyên gia. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng vừa mới lựa chọn được một số nhà đầu tư đô thị lớn hiện đại để phục vụ cho chuyên gia. Chúng tôi hiện nay đang có 2 nhà máy điện và trong kế hoạch đến cuối năm 2024 sẽ khởi công một cái nhà máy điện khí lớn nữa. Và chúng tôi đã có một cái quá trình chuẩn bị lâu dài cho các cái trạm biến áp lớn phục vụ cho các khu công nghiệp. Về các chính sách ưu đãi, đặc biệt về thuế cũng như là tiền thuê đất, thì vì Thái Bình được chính phủ cho thành lập khu kinh tế cho nên là được áp dụng những chính sách ưu đãi cao nhất của Việt Nam. Trong đó có miễn thuế thu nhập cho 4 năm đầu
và miễn 50% thuế thu nhập cho 9 năm tiếp theo cho những doanh nghiệp đầu tư vào khu kinh tế cộng thêm một số ưu đãi khác. Về mặt chính sách hỗ trợ của tỉnh ấy, thì như ông Casey Chen cũng đã nói thì chúng tôi có những chính sách nằm trong thẩm quyền của tỉnh để hỗ trợ các nhà đầu tư, như chính sách về hỗ trợ tuyển chọn và đào tạo nguồn nhân lực, một số chính sách khác liên quan đến đầu tư hạ tầng kết nối hay là các hạ tầng năng lượng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, tỉnh Thái Bình nhận thức rằng những nỗ lực cam kết về cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh chỉ thực sự có giá trị khi mang lại hiệu quả cho các nhà đầu tư. Sự thành công của nhà đầu tư là kết quả thành công của tỉnh Thái Bình trong công tác xúc tiến thu hút đầu tư. Trong thời gian tới, Thái Bình sẽ tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư để tạo điều kiện thuận lợi nhất, sẵn sàng đồng hành cùng các nhà đầu tư khi đến với Thái Bình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng sự hợp tác đầu tư giữa các nhà đầu tư đến từ Đài Loan vào tỉnh Thái Bình sẽ thành công và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hàn Quốc, chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, báo Heran Hàn Quốc tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Thái Bình. Dự hội nghị có ông Nguyễn Vũ Tùng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc, ông Choi Jin-yang, Giám đốc báo Heran Hàn Quốc. Về phía tỉnh Thái Bình có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Ngọc Trì, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh và 150 đại biểu đại diện cho 120 doanh nghiệp Hàn Quốc. Phát biểu chào mừng hội nghị xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng nhấn mạnh, Thái Bình có nhiều yếu tố thuận lợi về vị trí địa lý, kết nối giao thông, nguồn nhân lực, năng lượng, tài nguyên, quỹ đất dành cho sản xuất công nghiệp và là một thị trường nhiều tiềm năng, phù hợp với yêu cầu và là cơ hội rất lớn cho các nhà đầu tư Hàn Quốc trong thời gian tới. Giới thiệu về tiềm năng và cơ hội đầu tư của tỉnh Thái Bình, một vùng đất trù phú và năng động, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cho biết, hội nghị này là cơ hội để tỉnh Thái Bình được gặp gỡ, tiếp xúc với các tập đoàn, doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc, những đối tác tiềm năng luôn quan tâm ủng hộ, đã, đang và sẽ đóng góp một phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam nói chung và của Thái Bình nói riêng. Tỉnh Thái Bình đang có nhiều lợi thế trong thu hút đầu tư, đặc biệt là có khu kinh tế, các khu công nghiệp đã và đang đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ, hệ thống giao thông hiện đại kết nối với cảng biển, sân bay và các vùng kinh tế trọng điểm. Tỉnh Thái Bình đánh giá cao các doanh nghiệp của Hàn Quốc về những thế mạnh trong các lĩnh vực mà Thái Bình đang có những chính sách ưu tiên thu hút đầu tư như công nghiệp phụ trợ, điện tử, công nghiệp chế tạo, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, dược phẩm. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh một lần nữa mong muốn các tập đoàn lớn cũng như doanh nghiệp vừa và nhỏ của Hàn Quốc đến nghiên cứu, khảo sát, hợp tác, đầu tư, kinh doanh tại tỉnh Thái Bình. Tỉnh Thái Bình cam kết luôn sát cánh và đồng hành với doanh nghiệp, hỗ trợ tối đa về mọi mặt với cơ chế chính sách, thủ tục pháp lý, cũng như bảo đảm các điều kiện môi trường đầu tư sản xuất, kinh doanh thuận lợi, ổn định cho nhà đầu tư hoạt động tại tỉnh, sẵn sàng lắng nghe và giải quyết kịp thời khó khăn vướng mắc cho nhà đầu tư. Sau khi nghe giới thiệu tiềm năng thế mạnh thu hút đầu tư của tỉnh, lãnh đạo tỉnh Thái Bình và đại diện doanh nghiệp đã giải đáp các thắc mắc của doanh nghiệp nhà đầu tư Hàn Quốc liên quan đến định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, các lĩnh vực thu hút đầu tư nước ngoài, chính sách ưu tiên về thuế, đất đai, nguồn nhân lực. Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định hội nghị xúc tiến đầu tư Hàn Quốc vào tỉnh Thái Bình ngày hôm nay đánh dấu một ý nghĩa hết sức quan trọng đối với tỉnh Thái Bình, thể hiện sự quan tâm của các tổ chức doanh nghiệp Hàn Quốc đối với môi trường hợp tác đầu tư của tỉnh trên nhiều lĩnh vực. Tỉnh Thái Bình rất mong nhận được sự quan tâm và sớm được đón các đối tác doanh nghiệp Hàn Quốc đến nghiên cứu, khảo sát, hợp tác đầu tư, kinh doanh tại tỉnh Thái Bình. Tại hội nghị đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ đầu tư thuê đất khu công nghiệp Hải Long giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Khu công nghiệp Bảo Minh và Công ty Trách nhiệm hữu hạn KJ của Hàn Quốc. Đây là công ty chuyên sản xuất phụ kiện ô tô. Trước đó vào sáng nay, đoàn công tác của tỉnh Thái Bình do đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn tới thăm và làm việc với Công ty Trách nhiệm hữu hạn An Nam Electronic và Tập đoàn SK Hàn Quốc. Công ty An Nam Electronic là tập đoàn đi đầu trong lĩnh vực thiết kế sản xuất các thiết bị điện tử dân dụng, điện tử âm thanh chất lượng cao. Tại Việt Nam, công ty An Nam Electronic đã hợp tác với Vigracera xây dựng nhà máy tại khu công nghiệp Đồng Văn 4, Hà Nam với tổng vốn đầu tư hơn 100 triệu đô la Mỹ. Hiện tại, công ty An Nam Electronic cũng đang làm việc với Vigracera về kế hoạch khảo sát tại khu công nghiệp Tiền Hải để mở rộng sản xuất và cung ứng cho khách hàng LG. Đối với tập đoàn SK là tập đoàn công nghiệp hàng đầu của Hàn Quốc, hoạt động trong một loạt lĩnh vực từ viễn thông đến hóa chất. Tại các buổi làm việc,
đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình giới thiệu những tiềm năng lợi thế của tỉnh, đặc biệt là có những cơ chế chính sách ưu đãi thu hút đầu tư vào tỉnh. Đồng chí khẳng định tỉnh Thái Bình sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để công ty trách nhiệm hữu hạn Anam Electronic và tập đoàn SK triển khai dự án hoạt động sản xuất kinh doanh tại Thái Bình, cam kết hỗ trợ 100% về thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, hỗ trợ nhà đầu tư khi thực hiện các thủ tục tiếp theo về quy hoạch, môi trường, phòng cháy chữa cháy, cấp phép xây dựng để các nhà đầu tư sớm khởi công dự án. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, chủ trì phiên họp thứ tư của Ban chỉ đạo bằng hình thức trực tuyến toàn quốc. Dự họp tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thời gian qua, công tác cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế được chú trọng, có nhiều đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả. Tại Thái Bình hiện đang thực hiện tiếp nhận giải quyết trên 1.700 thủ tục hành chính ở cả 3 cấp. Chỉ tính riêng từ năm 2022 đến nay, Thái Bình đã tiếp nhận và giải quyết hơn 1,4 triệu hồ sơ thủ tục hành chính. Tỷ lệ giải quyết thủ tục đúng và trước hạn đạt 99,9%. Tại phiên họp, đại biểu các bộ ngành địa phương thảo luận về những tồn tại hạn chế, đồng thời đề ra các nhiệm vụ giải pháp thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Phiên họp cũng đã công bố chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022. Thái Bình đứng thứ 13 trên 63 tỉnh, thành phố, tăng 27 bậc so với năm 2021. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, nhiệm vụ bao trùm là tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Trọng tâm là cải cách thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính, nhất là thủ tục hành chính trong nội khối nhà nước, quy định kinh doanh, giảm thời gian chi phí hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tăng cường mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp, lấy người dân doanh nghiệp làm chủ thể, là trung tâm phục vụ. Các bộ ngành địa phương đẩy mạnh rà soát, ban hành các nhiệm vụ giải pháp cụ thể, tạo đột phá trong công tác cải cách hành chính, trên cơ sở bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Cũng trong sáng nay, đoàn công tác của tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh, triển khai giám sát việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Đồng chí trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, trưởng đoàn giám sát nêu bật mục đích, ý nghĩa của cuộc giám sát, thông qua giám sát đánh giá đúng thực trạng của Ban Thường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh và đồng chí Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh trong việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghị quyết đại hội. Trên cơ sở đó tiếp tục phát huy ưu điểm, kịp thời sửa chữa, uốn nắn, khắc phục những hạn chế, đồng thời đề xuất các giải pháp lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt hơn các nghị quyết trong thời gian tới. Sau khi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh, đoàn tiến hành giám sát tại Đảng ủy Ngân hàng Hợp tác xã chi nhánh tỉnh Thái Bình, Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình. Theo báo cáo tự giám sát của Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh, sau 2 năm triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, bảo đảm ổn định, hiệu quả, giải quyết việc làm cho gần 50.000 lao động, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GDP và ngân sách địa phương. Các tin trong lĩnh vực kinh tế sẽ tiếp tục chương trình. Huyện Kiến Sương phát huy thế mạnh có nhiều làng nghề truyền thống để xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, gắn phát triển làng nghề với phát triển du lịch. Huyện Kiến Sương có 25 làng nghề giữ được các tiêu chí về số hộ, số lao động tham gia làm nghề. Trong các làng nghề có 6 người được công nhận nghệ nhân cấp quốc gia, có 16 doanh nghiệp và 2 hợp tác xã hoạt động tạo việc làm cho hơn 20.000 lao động với thu nhập bình quân từ 3 đến 4,5 triệu đồng trên một người một tháng. Mô hình sản xuất nghề và làng nghề ở địa phương cũng đang từng bước thay đổi sang hướng chuyên nghiệp hiệu quả, dịch chuyển dần từ các hộ làm nghề cá thể sang thành lập doanh nghiệp tư nhân để tăng khả năng phát triển, khả năng cạnh tranh trên thị trường. Kết quả đó góp phần đưa giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp bình quân những năm qua tăng 14,31% trên một năm. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025, những năm qua, huyện Đông Hưng đã phát huy tốt các tiềm năng lợi thế về giao thông, đất đai, nguồn nhân lực để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Xác định đây là một trong những khâu đột phá chiến lược quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Ngày đầu thành lập chỉ có 100 lao động, đến nay doanh nghiệp này có 3 nhà máy với gần 1.400 lao động, hoạt động trong lĩnh vực gia công, sản xuất, xuất khẩu các sản phẩm may mặc. Doanh thu bình quân mỗi năm đạt 250 tỷ đồng. Trong chặng đường xây dựng và phát triển, đơn vị luôn đón nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. Trong cái quá trình sản xuất kinh doanh, thì các cấp lãnh đạo đảng và chính quyền
đã có cái quan tâm kịp thời đến những cái lắng nghe kịp thời đến những cái ý kiến của doanh nghiệp. Cái thứ hai nữa là tháo gỡ những cái khó khăn một cách kịp thời. Thứ ba là tạo những cái thủ tục thông thoáng để cho doanh nghiệp nhanh chóng có thể thành lập những cái cơ sở mới. Để thực hiện mục tiêu phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp, Đông Hưng chú trọng phát triển các cụm công nghiệp. Đến nay có 7 trên 9 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động, thu hút hơn 130 dự án đầu tư và đăng ký đầu tư. Trong đó trên 100 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho gần 11.650 lao động với thu nhập bình quân từ 5 đến 8 triệu đồng một người một tháng. Những năm gần đây, giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp luôn đạt mức tăng trưởng khá, tốc độ tăng bình quân từ 16 đến 19% một năm. Tổng giá trị sản xuất năm 2022 đạt 7.760 tỷ đồng, quý 1 năm nay đạt 2.090 tỷ đồng. Để đạt được cái kết quả trong thời gian qua thì phải nói cái sự vào cuộc rất là tích cực của cả hệ thống chính trị. Trong đó là cái việc là quan tâm đến cái đầu tư xây dựng hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông để kết nối giao thông, cũng là để cho cái việc giao thương hàng hóa nó được thuận tiện và để cho nhân dân đi lại. Thế và phát triển các cái cụm công nghiệp và đầu tư cụm công nghiệp nó thật bài bản để mà thu hút các cái nhà đầu tư thứ cấp lớn vào trong các cụm công nghiệp. Thời gian tới, Đông Hưng tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất cho các nhà đầu tư triển khai dự án, huy động mọi nguồn lực đầu tư hạ tầng, công trình trọng điểm tại các cụm công nghiệp. Chúng tôi đẩy mạnh cái công tác thu hút các cái nhà đầu tư thứ cấp vào trong các cái cụm công nghiệp để nhanh chóng lấp đầy các cái cụm công nghiệp hiện có. Thế và cùng với lại các sở ngành của tỉnh sẽ tham mưu cho tỉnh sớm chấp thuận chủ trương đầu tư cho các cái nhà đầu tư hạ tầng hai cái cụm công nghiệp, đó là cụm công nghiệp Phong Châu và cụm công nghiệp Hồng Việt. Hiện nay bên cạnh việc thực hiện có hiệu quả chương trình xúc tiến đầu tư, huyện Đông Hưng đang tiếp tục lựa chọn phát triển những sản phẩm công nghiệp nông thôn chủ lực, khôi phục phát triển nghề làng nghề truyền thống, khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đầu tư các trang thiết bị tiên tiến, không ngừng cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Các tin tiếp theo sẽ có trong chương trình. Các địa phương, cơ sở y tế triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Công an Thái Bình triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng với số tiền trên 2.600 tỷ đồng. Hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4, sáng nay đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch dự chương trình giao lưu văn hóa đọc và trao tặng sách cho một số đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đoàn đã đến thăm trường Trung học cơ sở Tân Hòa, xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư và đã dự ngày hội giao lưu văn hóa đọc, động viên các em học sinh luôn chủ động trong hoạt động đọc sách, tìm kiếm thông tin hữu ích qua việc đọc sách. Đồng chí cùng đoàn đã trao 1.400 cuốn sách cho thầy và trò nhà trường. Tiếp đó, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm và tặng sách cho không gian đọc yêu thương của chị Hoàng Thị Diệu ở xã Hà Giang, huyện Đông Hưng. Chị Diệu đang mắc bệnh xương thủy tinh. Chị đang dạy kèm miễn phí cho 10 học sinh cấp tiểu học ở địa phương. Không gian đọc của chị Diệu vừa mới được thành lập có số lượng đầu sách chưa nhiều, nhằm động viên khích lệ và tạo điều kiện cho không gian đọc đa dạng số lượng đầu sách, thu hút độc giả hơn nữa. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các sở ban ngành đoàn thể đơn vị doanh nghiệp đã trao tặng hơn 1.000 bản sách và một số phần quà, động viên chị Diệu nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Tới thăm thư viện tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trao tặng 1.000 bản sách, Sở Thông tin và Truyền thông trao tặng 500 bản sách, các đơn vị doanh nghiệp cũng trao tặng trên 60 triệu đồng cho thư viện tỉnh. Đây là hoạt động ý nghĩa hướng tới Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, góp phần tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, lưu giữ sách, đồng thời từng bước nâng cao trách nhiệm của các cấp các ngành đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc tại các địa phương. Phát huy giá trị của di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đảm bảo trang nghiêm, thành kính, huyện Hưng Hà triển khai kế hoạch tổ chức lễ hội Đền Tiên La năm 2023 và tưởng niệm 1980 năm ngày mất của Đông Nhung Đại tướng quân Vũ Thị Thục. Đền Tiên La, nơi phụng thờ bát nàn Đông Nhung Đại tướng quân Vũ Thị Thục, người có công bảo quốc hộ dân cùng hai Bà Trưng đánh đuổi quân Đông Hán xâm lược. Tưởng nhớ tri ân công đức của vị nữ tướng anh hùng đối với sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc, năm nay lễ hội Đền Tiên La tổ chức khai mạc và lễ bái yết vào sáng ngày 29 tháng 4, tức ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch.
lễ dâng hương tưởng niệm 1980 năm ngày mất của Đông Dung Đại tướng quân Vũ Thị Thục vào ngày 17 tháng 3 âm lịch với các nghi lễ truyền thống. Bên cạnh đó, lễ hội năm nay còn có các hoạt động văn hóa dân gian độc đáo. Qua đó tiếp tục khẳng định giá trị lịch sử văn hóa của quần thể di tích quốc gia Đền Tiên La, nơi bảo tồn gìn giữ và thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt. Huyện Hưng Hà đã triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an toàn cho du khách về dâng hương, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19. Sau đây là thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị, số ca mắc COVID-19 tại Thái Bình đang có chiều hướng gia tăng trong mấy ngày qua. Từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 19 tháng 4, Thái Bình ghi nhận 24 ca mắc COVID-19 mới. Ngày hôm nay, 19 tháng 4, hệ thống ghi nhận 3 ca mắc COVID-19 mới. Theo dự báo, sắp bước vào kỳ nghỉ lễ dài ngày, gia tăng sự đi lại, giao lưu, tiếp xúc sẽ làm tăng nguy cơ lây nhiễm COVID-19 nếu không có biện pháp phòng chống dịch chủ động. Để chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19, phát hiện sớm kịp thời xử lý các ổ dịch, không để lây lan và hạn chế tối đa các ca mắc tử vong, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã ban hành công văn yêu cầu tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành đoàn thể tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác. Giám sát chặt chẽ, theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh tại cộng đồng, cơ sở y tế, trường học, doanh nghiệp và các địa phương lân cận, chuẩn bị sẵn sàng các kế hoạch phương án phòng chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ. Các địa phương, ngành y tế, ngành giáo dục tiếp tục tăng cường phối hợp hơn nữa trong hoạt động tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, tiêm chủng mở rộng và các loại vaccine phòng bệnh khác. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở ngành thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch theo quy định. Riêng đối với Sở Y tế, phải tiếp tục chủ động cập nhật đánh giá diễn biến tình hình dịch bệnh để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh triển khai kịp thời hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế về các biện pháp phòng chống dịch kịp thời hiệu quả và phù hợp với thực tiễn của tỉnh, tăng cường giám sát tại cộng đồng, phát hiện sớm, khoanh vùng xử lý các ổ dịch nguy cơ cao, đảm bảo đầy đủ về hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế, thuốc, trang thiết bị phòng chống dịch. Tổng hợp đăng ký nhu cầu vaccine AstraZeneca phòng COVID-19 trong tháng 4 đến tháng 6 năm 2023, gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương chậm nhất 16 giờ ngày 20 tháng 4 năm 2023. Thưa quý vị, những ngày gần đây, trên địa bàn tỉnh Thái Bình, số ca mắc COVID-19 có xu hướng gia tăng. Trước diễn biến mới của dịch COVID-19, các địa phương, cơ sở y tế tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch, xây dựng phương án, chủ động ứng phó với từng cấp độ dịch, đặc biệt là trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Quỳnh Phụ. Trong những ngày qua tại xã Quỳnh Nguyên, ghi nhận những ca mắc COVID-19 mới. Tất cả đều là học sinh lớp 1B của trường tiểu học và trung học cơ sở Quỳnh Nguyên. Sau đó, các trường hợp này đều đã được cách ly tại nhà theo quy định. Địa phương cũng đã lên phương án chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực cho tình huống dịch gia tăng. Tôi đã tham mưu với Ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch và nộp các phương án phòng chống dịch, bao vây dập dịch, tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân làm các cái biện pháp phòng chống dịch, như thời điểm hiện tại là nên sử dụng các cái biện pháp thông điệp 2K, khử khẩu trang, khử khuẩn và hạn chế tới tiếp xúc đông người, đặc biệt là những người có dấu hiệu cảm cúm đi từ vùng dịch về. Tại Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ, ngày 17 tháng 4, qua khám sàng lọc đã phát hiện một trường hợp bệnh nhi 4 tháng tuổi mắc COVID-19. Bệnh nhi hiện được điều trị tại khu vực cách ly của khoa truyền nhiễm. Bắt đầu là khi có bệnh nhân COVID là chúng tôi đã kích hoạt bộ phận điều trị, cái nhóm điều trị COVID riêng. Hiện tại chúng tôi giờ là đã có 3 phòng cách ly để điều trị bệnh nhân COVID. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ ghi nhận rải rác các ca mắc COVID-19. Thời tiết giao mùa là điều kiện thuận lợi cho các loại virus phát triển, trong đó có virus SARS-CoV-2. Theo nhận định của ngành y tế, thời gian tới có thể có sự gia tăng các ca mắc COVID-19, nhất là dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Công tác chuẩn bị phương án ứng phó với các tình huống dịch được bệnh viện lên kế hoạch. Số lượng bệnh nhân khám ở bệnh viện cũng đông thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị các cái phương án ở các cái tổ chức ở phòng khám cấp cứu và sàng lọc và có cái hướng để chuẩn bị các trang vật tư thiết bị y tế để phục vụ cho công tác phòng chống dịch. Trong cái đợt dịch trước thì chúng tôi đã có một số cán bộ đã được tập huấn về phương pháp cấp cứu của bệnh viện COVID-19. Thì trong cái đợt này chúng tôi trưng dụng toàn bộ cái hệ thống
mà đã khởi động lại tất cả những cái bộ phận cấp cứu trong thời gian chống dịch. Để phòng dịch COVID-19 hiệu quả, bên cạnh sự chủ động của ngành y tế, mỗi người dân cần nâng cao ý thức thực hiện các biện pháp phòng chống để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Cuối chương trình là thông tin an ninh trật tự đáng chú ý. Hôm nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 15 đối tượng về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng. Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô lớn trên không gian mạng. Các đối tượng đã truy cập trang website để tạo tài khoản đánh bạc, tham gia đánh bạc và làm đại lý để hưởng hoa hồng. Tài khoản đánh bạc này có quy mô lớn do Phạm Thị Mỹ Hát, sinh năm 1995, trú tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cầm đầu, điều hành nhóm Telegram Gia tộc Sâu. Bằng tài khoản Telegram Sâu tộc trưởng của mình, tất cả các thành viên lập tài khoản từ mã giới thiệu của Hát sẽ được tham gia vào nhóm. Hát cấp quyền quản trị cho các đại lý để thêm các tài khoản của người chơi vào nhóm. Ngày 13 tháng 4 năm 2023, sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ liên quan, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao phối hợp với Công an thành phố Thái Bình đã triệu tập 22 đối tượng để đấu tranh. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận từ tháng 11 năm 2021 đến nay đã truy cập website tạo tài khoản đánh bạc, tham gia đánh bạc, làm đại lý để hưởng hoa hồng với số tiền giao dịch lên trên 2.600 tỷ đồng. Qua xác minh có gần 4.000 người tham gia nhóm để đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Thị Mỹ Hát, Nguyễn Thu Hà, sinh năm 1988, trú tại huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, và Đỗ Thị Trúc Linh, sinh năm 1993, trú tại huyện Thanh Phú, tỉnh Bến Tre, lực lượng công an thu giữ nhiều tài sản có liên quan. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 15 đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Đến đây, chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.